Rồi. Vâng, xin chào quý khách. Chào mừng quý khách đã đến với kênh của Head Hồng Đức 10 bên mình. Và mình tên là Nhuận, là nhân viên bán hàng của Head Honda Hồng Đức 10. Và cửa hàng bên mình, và xin nói sơ về cửa hàng bên mình nha các bạn. Cửa hàng bên mình ở tại ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại của mình là 0964 234 878. Và mình xin hướng dẫn các bạn về cái đường đi đến với Head bên mình. Thì nếu như các bạn đang ở khu vực khác, ví dụ như là Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Trăng chẳng hạn, thì các bạn đi theo đường quốc lộ 1A, các bạn đi theo hướng Cần Thơ sẽ đến ngay chợ Trà Quýt, huyện Châu Thành các bạn. Và các bạn đang ở hướng ngược lại, ví dụ như là ở Hậu Giang, Mỹ Tú và ở Cần Thơ, thì các bạn sẽ đi chiều ngược lại vào thành phố Sóc Trăng. Rồi, thì hôm nay là mình sẽ review cho các bạn một dòng xe số sang trọng, cao cấp. Thì các bạn đang có muốn sở hữu một dòng xe số cực kỳ mạnh mẽ, máy móc siêu bền, tiết kiệm nhiên liệu, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe sẽ đáp ứng tất cả các bạn nhu cầu cho các bạn. Đó là dòng xe Future nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ về những cái ưu điểm thiết kế cũng như là động cơ của dòng xe Future bên này. Thì chúng ta đi sơ vào cái mặt đồng hồ. Thì mặt đồng hồ như các bạn thấy thì được thiết kế theo hình vòm rộng. Thì lấy thiết kế từ những cái dòng xe hơi sang trọng cao cấp. Thì các những cái thông số trên đây thắp xếp một cách có khoa học thì giúp cho quý khách hàng có thể là dễ dàng quan sát hơn. Trong khi đó mặt đồng hồ thiết kế giống như xe hơi sẽ tăng thêm phần sang trọng hơn cho khách hàng. Chúng ta đi đến cái phần đèn pha. Thì chúng ta thấy là cái phần đèn pha này được thiết kế thay đổi lại, đó là sử dụng cái ánh đèn LED cho các bạn. Ưu điểm của dòng này thì đó là tiết kiệm bình điện năng hơn, cường độ ánh sáng lớn. Trong khi đó là ánh sáng chúng ta thấy là ánh sáng chiếu ra ngoài rất là rộng và nó xa hơn nữa, thì giúp cho khách hàng có thể là dễ dàng quan sát hơn, từ đó giúp cho mình an toàn hơn khi đi vào ban đêm. Thì đối với phiên bản 2021 này đó các bạn, thì những dòng xe Future thì sẽ bỏ có luôn công tắc đèn nha các bạn. Thì chế độ ánh sáng đèn này sẽ tự sáng. Thì những cái ưu điểm này là cái gì? Thì thời tiết hiện tại của mình đó là nhiều sương mờ nè. Cái nhất, cái thứ hai thì khi quý khách hàng đi vào những cái cung đường trong thành phố chẳng hạn, thì những cung đường đó thì nó sẽ có ánh đèn sáng đường rất nhiều. Thì nói chung là mình vẫn bị trường hợp, ví dụ như là mình ngỡ là xe mình đã mở công tắc đèn rồi nhưng mà mình vẫn bị quên, lý do là đèn ánh sáng nó đã đủ hết rồi mình cũng không hay. Thì khi mà mình sử dụng xe như thế này á, thì mình mặc bận đồ á, mà đêm tối chẳng hạn mặc đồ tối quá, mặc đồ đen nè, đội thêm nó màu đen nữa, mà lỡ như đó mình chọn ngay xe màu đen đó các bạn, thì giúp cho, thì khi mà cái xe mình đi đối diện như thế này thì rất là khó phát hiện xe của mình. Thì cho nên là Honda sẽ bỏ công tắc đèn thế này và giúp cho mình là cực kỳ an toàn, xe mình lúc nào cũng mở công tắc. Rồi chúng ta đi xuống phần tí xíu, thì cái những cái thiết kế này nó thì liền khói ở đây là nó có xi nhan hai bên các bạn, nó vuốt nhọn lên hai bên luôn, giống như những dòng xe ga cao cấp. Chúng ta thấy là dòng xe SH chẳng hạn, y gan vậy, thì chúng ta xe mình trở nên là thêm phần sang trọng hơn. Đó là những cái phần thiết kế đáng kể trên xe. Thì chúng ta đi nhẹ về cái phần động cơ này các bạn. Phần động cơ này là thiết kế là 125 cc 4 kỳ cylinder làm mát bằng không khí. Thì với cái cơ chế là sang số 4 cấp thì cực kỳ êm ái hơn. Trong khi đó thì kết hợp thêm là phun xăng điện tử thì giúp cho xe mình hoạt động là cực kỳ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà thêm cái nữa là động cơ siêu bền. Thì các bạn thấy dòng Future này nó có từ đời rất lâu rồi, từ 1599 chẳng hạn, thì cho đến bây giờ thì dòng xe này vẫn là ông trùm trong dòng xe số nha các bạn. Đó là chúng ta sơ lược về máy móc động cơ. Thì chúng ta đi sâu chút xíu nữa là có cái gì. Chúng ta mở cốp yên này ha. Thì trong cốp yên này là hộp đựng đồ siêu lớn 18 lít nha các bạn. Thì những cái hộp đựng đồ này chúng ta thấy tất cả những dòng xe số luôn, không có dòng xe nào qua khỏi cái dòng xe Future này hết. Thì hộp đựng đồ này chúng ta có thể chứa gì? Tất cả các vật dụng cá nhân, ví dụ như là mình có thể là đi siêu thị để tất cả đồ trong đây, hoặc là nón bảo hiểm, chúng ta để một nón cả đầu hoặc là hai nón nửa đầu, giúp cho khách hàng có thể là tiện dụng hơn. Và trong đây nó có thể thêm một cái vách ngăn, mình có thể để là những cái giấy tờ quan trọng. Đây chúng ta có thể để thử nè, giấy tờ rất là quan trọng để cho đây mà không bị những cái vật dụng đè trên đây, rất là ngăn nắp nha các bạn. Rồi chúng ta đi sâu về cái phần bình xăng này các bạn.
bình xăng này thì nó dung tích là 4,6 lít. Thì dùng cái bình xăng này đó là cũng rất là lớn. Thì khi mà mình đi vào những cái quãng đường dài thì chúng ta thấy thì đi vào những cái đoạn đường mà nông thôn chẳng hạn thì rất là xa mới có một cái cây xăng đổ. Thì với cái dùng bình xăng này 4,6 lít sẽ giúp cho các bạn đầy đủ nhiên liệu hơn mà không lo bị hao hụt nhiên liệu. Chúng ta đi sơ về những cái thiết kế cơ bản thì thêm cái ổ khóa này thì ổ khóa là 4 trong 1 nha các bạn, bao gồm khóa cổ, khóa điện, khóa từ và thêm một cái chức năng rất là quan trọng đó là cái tính năng mở yên. Thì mình sẽ thấy là ở mức dưới là khóa xe, mức thứ hai là mở yên, mức thứ ba đó là mở xe. Thì mình sẽ đi sâu vào cái phần mở yên thôi. Thì cái dòng xe Future này chúng ta có thể tích hợp mở yên ở chỗ này luôn. Ví dụ mình muốn mở yên thì mình sẽ nhấn nhẹ chỗ này thì có thể mở yên. Tính năng này rất là tuyệt vời các bạn. Thì như mình đã từng sử dụng xe nè, Future bản cũ. Khi mà mình không có chức năng chỗ này á, thì mình rất là hay bị có cái chỗ khóa mở khóa chỗ này nha các bạn. Thì khi mà mình đi vào ban đêm đó, khi mình đi ban đêm chỗ này thường thường nó nằm chỗ này các bạn. Khi mà mình sử dụng xe vào ban đêm không có ánh đèn gì hết, mình mở lên như thế này mình phải bắt buộc phải chọt. Mình chọt lâu ngày vài tháng á thì chỗ này á trời ơi, nó xấu quắc luôn nha các bạn. Nó xài xe mà nó chảy sơn rồi thấy gớm luôn. Cho nên các bạn có cái tính năng như thế này là rất là tuyệt vời, bảo đảm cái màu sơn mình lâu dài không có bị chảy sơn. Rồi thì đây là những cái thiết kế cũng như cái ưu điểm của những dòng xe mới. Dòng xe Future mới. Thì đối với những cái màu sơn á, thì qua đây thì mình cũng xin giới thiệu sơ về những cái màu sơn cho các bạn. Đối với cái màu sơn gốc của dòng xe Future, đối với phiên bản bánh mâm á, thì chúng ta có hai màu chính. Đó là màu xanh đen và màu đỏ đen là phiên bản bánh công. Rồi phiên bản thứ hai là phiên bản vành đúc thì chúng ta có 5 màu. Là phiên bản màu bạc nâu đen, trắng nâu đen, đỏ nâu đen, xanh nâu đen và đen nâu. Thì theo những được biết á, thì trong thời gian gần đây á, là thị trường Sóc Trăng coi như là màu bạc với màu đỏ đô này là hết hàng luôn nha các bạn, không còn hàng luôn. Đối với hết Hồng Đức bên mình hệ thống 13 hết, cho nên dòng xe nào mình cũng có, màu nào cũng có. Cho nên các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0964 234 878, mình sẽ liên hệ trực tiếp các bạn, sẵn sàng đặt hàng cho các bạn luôn. Đó, thì các bạn có nhu cầu hãy gọi cho mình liền nhé. Thì các bạn hai cái màu này là màu bạc với là màu đỏ đó các bạn. Rồi sau đây thì mình xin sơ qua giới thiệu những cái màu sơn độ mới riêng của Hét Hồng Đức 10 bên mình luôn cho các bạn. Thì những cái màu này, những cái thì thị trường Sóc Trăng thì nói chung là xe Future cũng có, nhưng mà những cái màu độ này các bạn muốn kiếm là cực kỳ rất là khó. Các bạn hãy liên hệ bên Hồng Đức bên mình đi các bạn. Xe rất là nhiều và những màu độ này rất là nhiều. Đối với các bạn muốn chơi theo kiểu màu sơn phong thủy chẳng hạn, chọn màu theo ý thích chẳng hạn, đây là sự lựa chọn chính xác cho các bạn. Thì có nhiều các bạn cứ gọi cho mình và bạn Nhận ơi, thì đối với những dòng xe mình đó lựa chọn những dòng xe Thái mà hay là màu tương tự dòng xe Thái chẳng hạn, nhưng mà giá lại rẻ, thì các bạn cứ chọn dòng này. Thì các bạn thấy nè, chiếc này là màu bạc, bản gốc của nó là màu bạc phiên bản bánh mâm. Thì bên mình đã độ lại cái yên của mình màu đỏ và cái yếm trước màu đỏ đó các bạn. Thì cực kỳ giống những cái dòng xe quay 125i. Khi mình chạy trên đường á, là quý khách hàng cũng rất là khó phân biệt đâu là dòng xe Future, đâu là dòng xe quay 125i. Trong khi đó động cơ cũng 125i ngang nhau. Những dòng quay 125i đó các bạn, xe rất là cao, giá khoảng 50-60 chẳng hạn. Trong khi đó bên mình giá là rẻ hơn gấp đôi. Cho nên khi các bạn sở hữu những dòng xe này, các bạn hãy thêm được cái là chế độ bảo hành màu sơn 3 năm, máy móc bảo hành luôn, chính hãng của Honda. Còn đối với dòng xe 125 là thôi rồi các bạn, mua là không có chế độ bảo hành gì hết, phụ tùng lại mua là không có gì hết. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái màu sơn mới nữa. Màu sơn bên đây là màu sơn xanh đen nha các bạn. Thì các bạn thấy là màu xanh này là màu xanh nhám nha các bạn. Xanh nhám, các bạn khi quay trên màn hình thì các bạn có thể rất là khó phân biệt là màu nhám hay màu móng. Thì mình cũng xin nói rõ là màu này là màu nhám. Thì đối với các bạn muốn sở hữu những cái màu nhám cực kỳ sang trọng cao cấp thì các bạn cứ lựa chọn màu sơn xanh này. Thì tổng thể của xe này là màu xanh, xanh lá cây nha các bạn. Mình sẽ nói rõ, có khi là các bạn lên cái màn hình thì các bạn không có phân biệt được màu như thế nào. Thì màu này là màu xanh lá cây. Phần mặt nạ phía trước là màu đen, tạo nên cái xe mình nó sang trọng hơn, nó đẳng cấp hơn.
Thì như các bạn đã biết á, thì cái giá màu sơn này á, nó sẽ cao hơn là 3 triệu 2 so với phiên bản màu thường nha các bạn. Các bạn bỏ thêm 3 triệu 2 các bạn chơi màu cái màu này. Thì ưu điểm là gì? Màu sơn cực kỳ bền, cực kỳ chắc. Trong khi đó không bị trùng màu với những khách hàng khác. Và ưu điểm thứ ba là được chế độ màu bảo hành màu sơn bên công ty Hồng Đức bên mình là 3 năm. Trong 3 năm đó các bạn chạy thì các bạn sẽ ví dụ như là màu sơn bong chóc, bạc màu, xuống màu, cứ việc đem lên bên mình sẽ được bảo hành màu sơn hoàn toàn miễn phí luôn. Thì đối với cái chương trình trả góp á, thì như thế nào? Thì mình xin nói rõ cho các bạn cái chương trình trả góp. Đối với mình thì bên mình sẽ có chương trình, cái thứ nhất là trả trước 0 đồng có thể lấy được xe. Chương trình thứ hai là chương trình trả lên hợp đồng online và lấy luôn cà vạt khóc. Nó có hai chương trình các bạn. Rồi mình sẽ đi vào cái chương trình chính là chương trình là trả 0 đồng có thể lấy được xe. Thì đối với chương trình này thì các bạn có thể cung cấp cho mình đó là cái chứng minh hộ khẩu và hóa đơn tiền điện. Các bạn không có hóa đơn tiền điện thì có thể là hóa đơn tiền nước, hóa đơn tiền wifi chẳng hạn. Thì các bạn có thể đem ra bên mình trả 0 đồng, chỉ cần trả tiền giấy tờ thôi. Ở đây thì bên mình có tính một cái phiên bản phiêu chờ các bạn. Thì giá bên chiếc phiêu chờ bên mình là 35.390.000. Thì các bạn chỉ việc trả là 0 đồng. Nó có những cái mốc góp như sau. Thì đối với 9 tháng là mỗi tháng mình trả là 4.965.000. 6 tháng là 7.065.000. 15 tháng là 3.300.000. 18 tháng là 2.890.000. 24 tháng mỗi tháng mình đóng là 2.387.000. Thì đó là cái chương trình này là trả 0 đồng nha các bạn. Rồi thì mình thêm cái chương trình bổ sung cho các bạn là cái chương trình có cà vạt gốc. Thì đối với các bạn có nhu cầu muốn mua xe trả góp nhưng mà mình muốn luôn có cà vạt gốc thì mình bên mình cũng sẵn sàng có luôn các bạn nha. Thì đối với chương trình này các bạn cần phải trả là 12.500.000. Thì mình nói sơ về giá, giá cả là 35.690.000. Mình cần phải trả là 12 triệu tối thiểu nha các bạn, mình có thể trả cao hơn vẫn ok, vẫn được. Tối thiểu là 12.500.000. Mình còn vay lại á, là 23.190.000. Thì có những mốc như sau, đó là 9 tháng mỗi tháng là đóng 3.007. 12 tháng là mỗi tháng đóng là 2.358.000. 15 tháng mỗi tháng đóng là 1.979. 18 tháng mỗi tháng mình cần phải đóng là 1.713.000. Và 24 tháng mỗi tháng mình cần phải đóng là 1.394.000. Thì đối với chương trình khuyến mãi thì mình có, bên mình đã có chương trình khuyến mãi là hỗ trợ 5% phí trước bạ. Và khi mua xe dòng xe này thì các bạn sẽ được tặng gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, bao gồm một nón bảo hiểm chính hãng của Honda, nửa đầu loại có kính. Thứ hai là áo gió cao cấp của Hồng Đức. Thứ ba là 3 lít xăng. Đối với chỗ mình, các bên mình sẽ đổ cho các bạn thêm nửa lít nữa để các bạn thử xe, tổng cộng mình được 3 lít rưỡi. Hậu ưu đãi thì chúng ta có gì? Chúng ta có là mỗi lần kiểm tra định kỳ xe tại hệ thống Hồng Đức, các bạn sẽ được giảm là 50% phí thứ nhất. Nó có 6 lần kiểm tra định kỳ, tương đương với 3 năm bảo hành. Và bên mình có thêm một cái chương trình ưu điểm đặc biệt hơn cho các bạn, đó là chương trình thu xe cũ đổi xe mới. Rồi cái chương trình này cụ thể là sao mình sẽ nói đơn giản luôn. Các bạn đang có những dòng xe không sử dụng chẳng hạn, ví dụ như là những dòng xe quay Trung Quốc chẳng hạn, rồi Super Game hay là nói chung là xe gì cũng được không sử dụng, đem ra bên mình. Các bạn cần phải chạy xe ra và đem theo chứng minh cà vạt gốc để bên mình đổi xe. Thì sau khi các bạn thủ tục là bán xe lại rồi đó thì bên mình sẽ tặng cho các bạn thêm một cái voucher giảm giá 1 triệu đồng khi mua xe mới. Các bạn vô mua xe mới liền luôn, các bạn sẽ được giảm giá 1 triệu đồng luôn. Ví dụ như giá xe 34 chẳng hạn, các bạn đổi xe xong còn lại 33. Đó là chương trình thu xe cũ đổi xe mới. Rồi thì hôm nay là mình cũng xin kết thúc video tại đây. Thì năm mới Tết đến thì những cũng như đại diện cho công ty Hồng Đức xin chúc các quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Và những xin cảm ơn và xin gặp lại.